Hồ đan kia suối vàng thuộc địa bàn huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, nơi cung cấp nước sinh hoạt chính cho thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên do hạn hán kéo dài và tình trạng bồi lắng nghiêm trọng khiến một phần lòng hồ bị cạn. Và trước thực trạng đó, Thủy ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng với các sở ngành và huyện Lạc Dương đã tiến hành kiểm tra thực tế để triển khai các giải pháp khắc phục có mặt tại hồ đan kia suối vàng phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận một phần lòng hồ rộng lớn phía thượng nguồn bị cạn một số nơi trở thành bãi chăn thả châu bò và ngựa Hiện nguồn nước hồ Đan Kia, suối vàng đang sụt giảm nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước sinh hoạt của cư dân thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương, mà còn khiến việc tưới tiêu nông nghiệp của người dân gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã đến kiểm tra thực tế, triển khai các giải pháp cấp bách. Tỉnh sẽ giao cho Sở Nông nghiệp và Truyền thông cùng huyện quyền Lạc Dương tính toán một cách rất cụ thể trên sẽ phương án có một khả thi cao nhất. À, tỉnh sẽ giao cho các cơ quan chức năng thẩm định cái dự án này. À, trước mắt thì uh, huyện Lực Dương cần đẩy nhanh cái uh, tiến độ uh, xây dựng cái uh, cái hồ lắng để đảm bảo là cái việc mà ngăn về cái rác ở tại cái uh, thành phố Đà Lạt đi ra cái phía nam của hồ à, trong thời gian sớm nhất làm thế nào để tháng 6 năm 2021 để có những cái uh, cái, uh, cái giải pháp nhất định để mà cái uh, ngăn cản rác và đồng thời trong tháng 4 tháng 5 mà tỉnh sẽ chỉ đạo là uh, huyện Lực Dương tập trong phương án phương tiện để mà nạo vét với một diện tích thổ lắng với quy mô lớn nhất từ trước này. Hồ Đan Kea Suối Vàng là công trình đa mục tiêu, ngoài việc cung cấp nước cho nhà máy thủy điện An Croet và hai nhà máy xử lý nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và một phần thị trấn Lạc Dương, hồ giữ vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu cho cả vùng nông nghiệp rộng lớn ở phía thượng nguồn. Vì vậy, việc sớm được triển khai nâng cấp nạo vét hồ Đan Kea Suối Vàng sẽ góp phần bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho các địa phương, mặt khác hạn chế được tình trạng lấn chiếm đất sản xuất và tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay.